Ngày 30 tháng 11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết vừa bắt giữ Lê Anh, sinh năm 1984, ngụ thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, do vượt biên trái phép, vận chuyển ma túy về Việt Nam. Trước đó, khi mật phục tại cánh rừng gần cửa khẩu quốc tế Cha Lo, trinh sát đã phát hiện và vây bắt Lê Anh khi gã đang vượt biên trái phép, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lê Anh đã chống trả quyết liệt, nhưng sau đó đã bị khống chế. Qua kiểm tra, Bộ đội Biên phòng phát hiện đối tượng này dùng băng dán quấn một túi ni lông, trong đó có 1.192 viên ma túy tổng hợp vào đùi trái của gã. Lê Anh khai nhận ngày 25 tháng 11, gã mua số ma túy trên từ một người đàn ông Lào và vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ thì bị bắt giữ. Đối tượng này từng có một tiền án về tội buôn bán trái phép chất ma túy, vừa ra tù cách đây chưa lâu.